thực đơn tiệc cưới kiểu địa trung hải của Diễm My 9X. Vợ chồng Diễm My 9X chọn các món ăn địa trung hải và vùng lân cận như mì pasta, thịt bò hầm hay món tráng miệng kiểu Italy. Đám cưới Diễm My 9X và ông xã Vinh Nguyễn được tổ chức tối ngày 21 tháng 12 tại một trung tâm tiệc cưới ở thành phố Hồ Chí Minh, trước sự chứng kiến của đông đảo bạn bè cô dâu chú rể. Tới dự đám cưới có nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như Trấn Thành, Trường Giang, Nhã Phương, Hương Giang Idol, Bảo Anh, Minh Tú, Võ Hoàng Yến, Ái Phương. Hết đãi dàn khách quý, Diễm My và chồng lên thực đơn tiệc cưới gồm nhiều món kiểu Âu. Vốn kinh doanh ẩm thực nhiều năm, vợ chồng nữ diễn viên phim Tình Yêu và Tham Vọng có khá nhiều kinh nghiệm khi lựa chọn món ăn. Diễm My đãi khách với thực đơn giản kiểu set menu, chỉ gồm 5 món kèm một loại đồ uống nhưng món nào ra món đó, chế biến tinh tế, cầu kỳ, lấy phong cách ẩm thực địa trung hải làm chủ đạo. Khu vực này có nhiều hải sản, dồi dào các loại gia vị nêm nếm và nhiều rau xanh nên hợp khẩu vị người Việt. Với món khai vị, cô dâu chú rể mời khách món súp kem bí đỏ hải sản. Đây là món khai vị kinh điển của hầu hết nhà hàng Âu trên thế giới nhờ vào thành phần tự nhiên, lành mạnh và giá trị dinh dưỡng cao. Bí đỏ có vị ngọt, tính ấm, giàu vitamin, bổ sung ích khí, thải độc, rất thích hợp ăn trong những ngày mùa đông. Món thứ hai là cá hồi sốt cay ăn kèm salad xà lách, món ăn đặc trưng của vùng địa Trung Hải. Cá hồi được nướng, sau đó rưới thêm nước sốt đặc trưng, được ví như linh hồn món ăn. Nước sốt được làm từ bột ớt harissa với tiêu Aleppo, thêm nước cốt chanh, mật ong, tỏi, dầu ô ly, trung hòa giữa vị cay nồng của tiêu ớt, chua của chanh, ngọt của mật ong, ngon khó cưỡng. Bò hầm sốt rượu Porto ăn kèm bánh mì là một trong số các món chính của tiệc cưới. Rượu Porto của Bồ Đào Nha với loại vang ngọt trứ danh thế giới. Ngoài để nhâm nhi thưởng thức, loại rượu này cũng được sử dụng trong nấu ăn khá phổ biến như hầm cùng thịt bò. Món ăn được phục vụ với khẩu phần khá nhỏ, bày trên chiếc đĩa sâu lòng với khá nhiều nước sốt. Khách ăn thịt và chấm bánh mì cùng nước sốt từ loại rượu ngon. Thịt mềm, thấm đẫm gia vị. Món chính thứ hai là tôm càng đốt lò sốt kem truffle ăn kèm mì fettuccine. Đây là một trong số những dạng sợi mì phổ biến nhất trong thế giới pasta. Nó là một loại mì dệt dạng sợi, được làm từ trứng và bột mì. Cái tên fettuccine dịch sang tiếng Italy có nghĩa là những dây ruy băng nhỏ, gợi nhắc hình dáng của loại mì này. Ăn kèm mì là tôm càng đốt lò, vẫn giữ được độ tươi ngon cho tôm, phía trên là nước sốt kem truffle. Truffle là loại nấm đắt đỏ bậc nhất thế giới, còn được gọi là kim cương đen. Nấm có hương vị khá mạnh, mùi thơm đặc trưng, béo ngậy và đậm đà, ăn kèm mì không bị ngán. Bữa tiệc có một món tráng miệng là panna cotta ăn kèm kem lý chua đen. Panna cotta là một trong những món đồ ngọt phổ biến nhất ở Italy, có thể bắt gặp trong bất kỳ nhà hàng nào. Món ăn được làm từ kem, sữa, đường, bột thạch hoặc gelatin, có nguồn gốc từ vùng Piemont phía bắc Italy. Panna cotta có kết cấu đặc, béo ngậy. Ngọt liệm thường được đính kèm quả dâu dại, caramel, sốt chocolate. Trong thực đơn, panna cotta được ăn kèm kem lý chua đen vị chua thanh, giúp giải ngấy. Đồ uống của tiệc cưới gây chú ý với người theo dõi. Thay vì bia, rượu vang hay nước ngọt, đám cưới của Diễm My và Vinh Nguyễn sử dụng trà nóng, đúng tính chất bữa tiệc ấm cúng. Loại đồ uống dân dã, quen thuộc sau bữa cơm hàng ngày của người Việt. Ngoài ra, theo quan niệm của người Hoa, chén trà không thể thiếu trong đám cưới, thể hiện lòng biết ơn với đấng sinh thành và cảm ơn những người tới chúc phúc, sau chén trà đã trở thành người một nhà. Các bạn hãy đăng ký kênh để cập nhật thông tin miễn phí mới nhất.